Ngay sau khi tỉnh Đắk Lắk công bố thêm 2 ca dương tính với COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã quyết định phong tỏa 4 khu dân cư nơi 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tạm trú và di chuyển đến. Các khu vực này bao gồm đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu Hai Bà Trưng, khu vực hẻm 43/15 đường Amakhe, phường Tân Lập, khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân Lập, khu vực số nhà 101 quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận. Ngay sau khi phong tỏa tại các chốt kiểm soát, nhiều cán bộ đoàn viên thanh niên không quản ngại thay phiên nhau trực 24/24 giờ, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát tình hình an ninh tại các chốt trực, hỗ trợ tiếp nhận vận chuyển đồ dùng thiết yếu cho các hộ gia đình nằm trong khu vực bị phong tỏa. Trước tình hình cần số lượng lớn mũ bảo hộ chống giọt bắn để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện và các lực lượng tại các chốt chặn, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực may khẩu trang làm mũ chống giọt bắn, trao tặng cho cán bộ y tế, cho lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Với cái tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì tôi cùng với các bạn trong tri đoàn của mình cũng cùng nhau làm những cái tấm chắn giọt bắn để ủng hộ cho những người đang trong tuyến đầu chống dịch. Hy vọng là với sự giúp sức nhỏ bé của chúng tôi thì có thể giúp cho những người chiến sĩ này có thể mạnh mẽ cùng mọi người vượt qua đại dịch. Bên cạnh đó, các đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch bệnh các xã phường thị trấn trên toàn tỉnh cũng đã ra quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và nhắc nhở bà con nhân dân đeo khẩu trang, phát tờ rơi tuyên truyền và tặng khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí trên nhiều tuyến đường, chợ dân sinh và những khu vực đông dân cư. Vận động các nguồn xã hội hóa để mua khẩu trang, nước sát khuẩn, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các khu vực cách ly và người dân khó khăn. Chỉ trong một ngày, mùng 3 tháng 8, đã có gần 200 giảng viên, sinh viên ngành y của Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Thành phố Buôn Ma Thuột tình nguyện tham gia nơi tuyến đầu chống dịch. Huyện đoàn Chư Mờ Ga vận động được hơn 2.000 khẩu trang, 13,5 triệu đồng. Huyện đoàn Cờ Rông Bông hơn 2.000 khẩu trang. Thành phố Buôn Ma Thuột vận động hỗ trợ hơn 2.000 khẩu trang, mũ chống giọt bắn và nhiều nhu yếu phẩm khác. Hằng đời cho tâm hiến hài, coi người thế gian em làm bao những trái ngang, trời chú đấm hiền để bàn mai sao. Toàn tỉnh có hơn 220 đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh với hơn 3.200 thành viên tham gia. Từ những đoàn viên thanh niên đang công tác trong lực lượng quân đội, biên phòng, công an, dân phòng, y tế cho đến các đội hình xung kích phòng chống dịch bệnh trên địa bàn dân cư đã làm nên một phòng tuyến áo xanh vững chắc. Những việc làm hành động của họ một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Đắk Lắk đối với cộng đồng.